Đây là sản phẩm mà sau 30 phút đạt lỗ đã luộc xong. Giờ thì đạt lỗ vớt ra đây để cho nó nguội và lát nữa thì là sẽ nhậu thôi anh em ạ. Xin chào tất cả anh em đến với quê hương của đạt lỗ. Hôm nay đạt lỗ có làm một cái món vô cùng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong đời đạt làm. Tất nhiên ăn thì đạt ăn rồi, nhưng trực tiếp ngày hôm nay thì đạt sẽ chế biến cái món này, đó là cái sủ lợn mọi người nhá. Thì trong cái nồi bây giờ có 4 miếng, tức là hai cái sủ lợn. Thì cái sủ lợn này đã được lọc hết cái phần tai và mũi rồi, nó còn lại cái phần xương và phần thịt bám trong đó cộng với ốc. Thì hôm nay đạt lỗ sẽ làm một cái nồi luộc. Thì lát nữa đạt lỗ sẽ view lại cho anh em xem tiếp nhé. Bây giờ thì đạt lỗ mời anh em ngắm qua. Đây là một cái lửa của cái má lợn, cái sủ lợn, cái phần xương nhá, xương hộp vậy mọi người nhá. Giờ thì cái nồi đã được sôi, sau 20 phút đun thì nó đã được sôi. Và giờ đạt lỗ lật nó lên để tiếp tục đun trong vòng 20 phút thì mình sẽ ngâm trong nồi khoảng 10 phút thì cái thịt nó sẽ chín, bởi bản chất của cái bộ xương này thì nó đã được lọc cái phần da rồi đó, cho nên nó chỉ còn trơ ra cái phần xương và phần thịt. Thì phần thịt thì lát nữa mình ăn, còn cái phần xương ấy lát nữa mình sẽ chế biến cái khác, thì làm đơn giản thôi. Vì mùa hè mình không nên làm nhiều, mất nhiều thời gian mà nó nóng lực mà ăn nó lại không được ngon, vì làm mệt rồi thì không bao giờ ăn ngon được. Đấy, thì cái nước này lát nữa đạt sẽ nấu vào bát canh cà, còn lại thì đạt sẽ làm một nồi cháo nhé, nấu một nồi cháo, sau đó mình uống rượu bia xong thì mình sẽ ăn bát cháo rất là khói luôn. Đây là sản phẩm đấy, chung là nhìn rất là bắt mắt, rất là ngon, thơm mọi người ạ, rất là thơm luôn. Vớt ra đây để cho nó nguội và lát nữa thì là sẽ nhậu thôi anh em ạ nhá. Cái này mà chấm muối, xé ra chấm muối tiêu chanh thì tuyệt vời luôn đấy, mà giá rất rẻ anh em nhá, giá rất rẻ luôn đấy, bằng 20 cốc bia hơi Hà Nội mọi người ạ. Rồi lát nữa thì đạt lỗ sẽ dùng cái nước này chế biến tiếp theo là gì, cái nước còn lại nha mọi người nha. Lát nữa mình sẽ nấu cái cà tím là một, nấu một bát nước cà tím, và còn cái nước còn lại thì đạt lỗ sẽ nấu một nồi cháo mọi người nhé. Đấy thì lát nữa mình uống rượu bia xong thì mình sẽ ăn cháo. Như vậy là cái bốn cái miếng má lợn đấy mọi người nhé, nấu được một bát canh cà mọi người nhá, khỏi quá. Đấy, nói chung là rất là ngon mọi người nhá. Nước của nó là nấu canh cà, số còn lại mình sẽ nấu cháo mọi người nhá. Đấy, đây là nồi cháo này. Giờ thì mình linh khoảng 30 phút nữa là sẽ khỏi quá. Đấy. Nát nữa sẽ thành một nồi cháo ngon. Đây, bắt đầu lên mâm anh em nhá. Đỉnh của đỉnh luôn. Anh em nhìn một cao thủ đang võ hổ để bóc tách cái phần thịt của nó ra. Vừa chín tới ngon luôn. Trời, tuyệt vời. Không có gì để nói luôn. Rồi, lát nữa mời anh em cùng vào mâm với cả anh em tôi nhá. Đó là cao thủ Thuân, một chuyên gia âm thanh và một dàn karaoke tuyệt vời luôn. Đã từng lưng rượu của rất nhiều ca sĩ trên sóng truyền hình. Rồi, một đứa đã view lại cho anh em xem. Chảy nước miếng luôn anh em ạ. Thực sự đấy, nếu anh em có dịp và điều kiện thì anh em cũng mua ăn thử một lần xem sao nhé. Muối này mới là đẳng cấp đây anh em này. Muối trắng nhá mọi người nhá, muối trắng cộng ớt, cộng tỏi, cộng chanh, cộng tiêu. Đấy, và một chút đường. Hấp dẫn lắm. Trời. Kinh chưa? Đã luôn. Đấy mâm luôn. Bác sang này nhớ mẹ ngon. Nào, rồi các bác đi. Bà uống gì á? Đây, rượu mấy anh em không uống. Cái này thì ngọt. Ui, nó còn cả đây nữa mà. Nó còn luôn đây là
bốn cái mà. Thế thì Ninh không bắt đầu. Mai tôi mua ít khoai sọ. Đang ngồi đây ăn đi rồi. Dùng dùng. Con này bao nhiêu này? Cái này nó giòn này. Cái này báo vào cái phần sụn này. Nhìn này họ người đấy họ ghi được thiết nhưng mà ăn nó mới ngon. Đấy cái này của mình để nhiều thịt lắm. Có lần tôi đi tôi còn mua đóng hộp xốp mang về. Nó bóc cái bụng mình, nó bóc cái má chỗ này là cũng như thịt lên đây. Có mà còn, à không, chỗ này là mình có thịt. Có má. Cái này cái má, phần má tách ra, cả một cái mảng ra tách, phần tai, phần mũi. Còn lại cái thịt bên trong với cả toàn bộ ốc, cái mắt là nó không lấy ra. Nó chỉ bóc ra tai, cái tai của cái đấy rồi đó. Đấy, ông là Trần lại ăn bộ ông là ông lại có một miếng má đây nè. Và ông chỉ ăn được cái đấy. Ông ăn con cá nóng. Nửa răm nửa củ kẹp. Luộc 20 phút thôi, ngâm 10 phút thôi. Không kể là kể luộc thêm 5 phút nữa thì ok. Phải luộc thêm 5 phút nữa, nói chung là 25 phút. Em bình thường ấy, là em cứ luộc như thế xong em ngâm ở đấy. Ông đúng rồi. Em ăn rồi em phải đun tiếp cho nóng. Rau qua em bóc nó còn nóng chùi chùi. Nó chỉ hơi hồng tí thôi. Để em cắt cái thịt ra nó tươi một ngày. À, và anh em hôm nay là đấy đặt nó làm một hai cái sủ lợn anh em ạ, làm hai sủ lợn hôm nay là ăn thử. Hôm sau là mình làm lại làm cách khác anh em ạ. Rồi. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem nhá. Sủ lợn luộc vì nó là một cái món rất là lạ cho nên là nó có một điều hấp dẫn riêng. Rồi, một lần nữa đặt lỗ cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ.